Ok, ngon lành rồi các bạn. Đấy, tốc độ ngon lành. Chia sẻ hôm nay lên video clip chia sẻ với các bác về một cái hiện tượng motor nó bị quay nhanh. Thế đối với những cái con đài mà motor nó đây, đây là một đây các bạn, có một số ví dụ để cho các bác xem này. Đây là một số motor em đã thử test trên cái con Saab GF700Z này, nhưng mà không không đúng tốc độ của nó. Con 9V thì quay rất là nhanh, con 12V thì quay nhanh hơn, à, quay 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 gọi là quay hơn, nhanh hơn tốc độ bình thường một chút, nghe gọi là nghe tạm chấp nhận được, nhưng mà nó vẫn nhanh, dù sao nó vẫn nhanh. Thì sau đó em chỉnh, em chia sẻ với các bác luôn nhé, để bác nào mà gặp trường hợp này chúng ta thay thế luôn này. Ví dụ những cái con motor bình thường này nó chỉ có như vậy thôi. Đây là con motor 4 4 4 cực thì nó không có cái chỉnh tốc, không chỉnh tốc trực tiếp trên đít motor, mà chúng ta phải chỉnh tốc ở cái bảng mạch tùy từng cassette mà nó có kèm theo. Thường thường cassette có hai cửa sẽ dùng motor 4 cực này và cái chỉnh tốc nó để bên ngoài. Còn đối với đây là con motor có hai cực này thì cái chỉnh tốc nó sẽ nằm ở đây. Nhưng mà đối với cái con đài này, cái này mặc dù 12V cho vào giảm tốc hết cỡ nhưng nó vẫn bị quay nhanh. Đã thử hết các kiểu rồi, giảm cả điện motor nữa nhưng mà không ổn. Thì nó vẫn quay nhanh. Thế do đó em phải can thiệp. Tiếc quá là quá trình làm em không nghĩ là nó thành công, cho nên em cũng không ghi hình lại cho các bác. Bây giờ em gắn motor vào đằng sau này rồi, tức là em tháo ra. Tháo ra thì thay cái con chở ở trong này bằng một con chở khác. Em quên mất là con chở số bao nhiêu, quên mất rồi. Đại khái là thay con chở khác. Thì khi thay con chở khác thì chúng ta sẽ chỉnh được tốc nó ổn định hơn. Và đây là kết quả này, các bác này. Đây là do cái băng này là em trước em thu cho nó tăng tốc lên cho nó nhanh, cho nghe nó không đúng giọng một chút. Còn nghe giọng Tuấn Vũ hay Chế Linh thì quá ok luôn. Đây, để thử băng này xem. Gắn bó với cả hai miền Nam Bắc. Đấy, giọng nó không bị nhanh. Đấy, các bác nghe giọng Tấn Vũ viên ngay, không bị nhanh. Đấy, đấy là cái nội dung mà hôm nay em chia sẻ trong cái video clip này. Hy vọng bác nào mà gặp trường hợp này thì khắc phục bằng cách đấy. Các bác có thể là nói là chèn chỉ vào đây, cũng có bác là chèn chỉ vào cái phần này. Nhưng mà đối với cái con này, cái pulley của nó là dạng như này để cho dây cura dẹt vào. Cái này là còn bé, cái kia nó to hơn. Xong bên ngoài này nó lại là một cái rãnh như này nữa, tức là nó có hai cái. Đấy, cho nên chúng ta không thể chèn chỉ vào. Chèn chỉ thì chúng ta lại phải cân hai cái cho nó bằng nhau như thế nào đó, cho nó tốc độ nó ổn định thì thôi, nó rất là phức tạp. Với lại cái bản to này thì chèn chỉ hay là quấn cái gì nó cũng được, nhưng mà nó sẽ không đều, nó sẽ vẫn gây ra hiện tượng méo tiếng ngay. Đấy thì nó cũng khó. Đối với cái nếu mà motor mà rãnh như này thì nó đơn giản hơn rất là nhiều, quấn chỉ nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà phương pháp quấn chỉ cái phương pháp cuối cùng và cuối cùng nhất chúng ta mới áp dụng thôi, tức là hết cách rồi chúng ta mới áp dụng. Còn đối với những cái con này thì nó vẫn có chỉnh tốc được. Các bác cứ đấu hai cực đỏ đen và hai cực AB là các bác có thể chỉnh tốc ở bên ngoài. Đối với cái chỉnh tốc có sẵn của trong máy cassette tùy từng con thì nó có kèm theo. Thường thường những con hai cửa nó đều sử dụng cái motor 4 cực này này. Và nó có chỉnh tốc bên ngoài. Còn đối với con 700Z này thì motor của nó kiếm rất là khó, vừa phải 12V lại vừa phải có 4 cực. Đấy, em không tìm được cái nào 12V mà có 4 cực. Ba cái này đều là 9V 4 cực. Thì khi gắn vào cái 12V này thì nó quay rất nhanh, các loại giảm tốc không thể chỉnh được. Thế hoặc là cái phương pháp mà thay chỉnh tốc ở trên bảng mạch của máy thì em chưa thay. Là thay cái này.
Để chọn phương pháp thay cái chỉnh tốc ở trong cái này. Đó, thì nó là cái bảng mạch như này này, nó gắn lại. Thì chúng ta chỉ cần hàn hai cái đầu này, cái đầu này. Rồi chúng ta nhấc cái bảng này lên. Bảng lên ở dưới nó có một con chỉnh tốc nó giống như cái con này này. Đây rồi các bác ơi, đây. Em lấy con này ra ví dụ nha. Con này thì ổn tốc nó không ổn định. Nó cũng dùng được nhưng mà nó không ổn định, gây ra hiện tượng méo tiếng, kiểu lúc lúc cái điện mạnh, lúc điện yếu là bị méo tiếng, nghe sốt ruột. Đây. Thì đây là của người thợ người ta chế lại rồi, lẽ ra là cái con này, con chở này nó nằm phía bên này này, bên này úp xuống này, úp bên này xuống. Thì chúng ta sẽ thay con chở này đi, con chở này bằng một cái số hiệu khác, ví dụ con này là con 101K thì chúng ta có thể thay một cái số khác. Số nào thì tùy từng cái motor mà chúng ta cảm nhận được, nếu mà thay đúng đúng tốc độ thì thôi. Cái này em không không đưa ra khuyến nghị là cái số nào là chuẩn cả. Các bác cứ thay, tìm một cái số khác mà thay vào, nếu mà được thì thay, sau sau khi thay chúng ta test, cắm vào test thử chỉnh được tốc độ rồi thì chúng ta lắp lại thôi. Đấy, đại khái là quá trình nó là như vậy. Đấy, đây là cái con hai cực này. Đấy, thường thường con hai cực thì nó sẽ có ổn tốc ở đằng sau đít motor này. Con bốn cực nó không có trực tiếp đâu nha các bác nhé, rất hoặc là có trong những rất là hiếm. Con này em cũng không biết là có không, em chưa thử. Con này có năm cực này, con này có máy Sanyo rất là cổ rồi. Con này định thử nhưng mà nó vẫn bị quay nhanh, không thể chấp nhận được. Tóm lại em muốn nói trong video này một điều là chúng ta có thể can thiệp vào cái tốc độ của motor bằng cách là thay thay cái chỉnh tốc ở đằng sau đít motor này. Đấy, nhưng mà các bác thay là nhớ là thay là chỉnh được tốc độ đúng của nó là cái thứ nhất. Cái yêu cầu thứ hai là phải motor phải không bị nóng quá sau khi thay ổn tốc này. Nhưng tại vì là thường thường cái motor ấy, những cái motor 9V này này nó hay được tản nhiệt bởi cái vỏ của nó. Ở đây nó có một cái lò xo ở đây này. Con này là con transistor gì đó này, không rõ lắm. Con này phải được tản nhiệt ra cái lớp vỏ của nó nhé các bác nhé. Các bác khi tháo ra lưu ý. Đây là con 9V thôi. Con 9V nó mới hay như thế. Đây này. Có một cái lò xo đây này. Lò xo nằm ngang đây, nó hay bị bật ra. Đấy, còn con này thì đây là con này chắc cũng có đấy nhưng mà không biết thiết kế nào. Con này em không biết cái vỏ nó như nào, em chỉ thấy người ta lắp như này sẵn trong máy rồi. Tức là khi mua máy này về nó bị chế cháo thế thôi. Này, thường đấy, thường con 9V này nó có cái tản nhiệt kiểu này. Còn cái con motor em thay nó lại không có tản nhiệt ra vỏ. Đấy, cho nên chúng ta test rất là dễ. Còn đối với những con phải tản nhiệt ra vỏ này này, chúng ta phải vít vào vỏ đây. Nếu mà muốn đặt cái mạch này riêng, chúng ta phải vít vào cái, không phải vỏ mà vít vào cái khung khung sắt nào đó để cho nó tản nhiệt thì nó mới không nóng. Không nóng cái con này. Nóng bỏng luôn đấy các bạn. Nóng có thể để lâu quá, các bác test lâu quá mà không không vít vào chỗ tản nhiệt là nó cháy luôn đấy. Đó, người ta thiết kế ra để mà tản nhiệt khi có tải. Đối với những con này. Đấy, nó có cái lò xo, các bác mà mất cái lò xo là nó không tiếp xúc với bên cái vỏ này là nó. Đây chính xác là con này này. Đấy. Ba cái mạch này là của con này này. À, không phải con này. Con bốn cực. Đây, con như thế này. Nhìn giống nhau quá, con này chỉ có hai cực thôi. Con bốn cực này. AB cộng trừ này. Đấy, nó là những cái mạch này. Đây là test thử rồi nhưng mà đối với cái 9V này mấy con Sony toàn dùng 9V thôi, lắp vào hát rất là nhanh. Tốc độ rất nhanh luôn. Con 12V có hai cực này vào thì tốc độ chậm hơn cái 9V này một chút nhưng mà dù sao nó vẫn nhanh hơn tốc độ bình thường. Đấy, cho nên vẫn phải can thiệp. Đó là cái video này em chia sẻ với các bác nó là như vậy, và đồng thời em cũng lưu lại để lần sau quên thì làm theo cách này luôn. Hoặc là bác nào có cái cách nào gọi là tối ưu hơn em thì mong các bác hãy để lại bình luận dưới đây để chia sẻ, và chỉ để cho mấy bác ngáo đài vọc vạch cho nó vui với tại vì em cũng kinh nghiệm thôi, kinh nghiệm mày mò thôi chứ không phải là thợ điện tử sửa chữa cassette gì đâu. Đấy, không phải, mong anh em thông cảm nhé.
gọi là làm được có cái thiết bị nghe cho mình đúng chuẩn tốc độ là vui rồi. Mất mấy ngày chỉnh ấy được các bác ạ. Nghiên cứu đâu hết đầu. Đấy. Ok, chia sẻ một vấn đề nhỏ nhỏ như vậy cho các bác vọc vạch cassette cho vui. Để em không nhận sửa cassette nữa nhé, cái này thì nghịch cho vui thôi, còn không có thời gian nhiều. Thực ra lắm lúc bày đồ để đấy nhưng mà không có thời gian sửa ấy. Thành ra nó mất nhiều thời gian thế, cứ bày ra xong bắt đầu để đấy làm việc khác, xong cứ bày ra như thế thôi, khi nào tiện thì rảnh thì nhảy vào sửa thôi chứ không phải có thời gian sửa nha bác nhé. À, còn bác bận 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 gì Nghệ An nhỉ, có cái đài Hitachi TVK thì mình sẽ gửi sau nhé, dạo này cũng khá là bận cho nên là cũng chưa gửi cho bạn được, để đợi vài hôm nữa, ít hôm nữa mình sẽ gửi lại cho bạn. Ok, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh.